các anh em nhé. Hôm nay mình đang đi chơi ở khu vực thiên đường Bảo Sơn. Các bạn sẽ đi cùng với Cám Xin Đất Việt nhé. Đây, thời tiết rất là nắng. Bây giờ nhà mình vào mua vé. Khu vực nhà này mình rất thích. Trên đây là con bạn biết đây là con gì nhỉ? Rồng với con nghê hay con gì đấy mình không có rõ. Rất là hay. Mua vé chưa? Bảo sao? Đây vé bao gồm lấy vé riêng à? Còn vào thủy cung trước à? Thế đi thủy cung trước đi các bạn ơi. Vi vuốt tóc lên để mẹ chụp cho cái ảnh phát ở giữa đã. Cởi áo ngoài ra chụp ảnh nó luôn. Đi đâu là phải mình sẽ chụp đến đấy luôn. Không tí về mỏi chân là không có chụp được. Con cởi áo ra có chụp đấy. Con cởi ra nhìn cho nó đẹp. Đấy, cởi ra, con cầm chứ. Chụp riêng cho bạn ấy một cái. Vuốt tóc lên. Rồi vuốt cho. Đây, đứng ở giữa cái này luôn. Rồi lên. Con cầm em. Con ba lô. Em hả cái này vào ba lô đi. Rất nhiều quầy bán vé nhé các bạn. Đâu mình được đi chơi những cái gì đấy? Đấy là mình được đi những cái này. Vào công viên này đi đâu? Thủy cung này. Safari này. Kiểu dân dân ca đình làng này. Xem múa rối nước này. Đây là chơi quay. Vào trò chơi. Bay giữa ngân hà 100.000 một lượt này. Khủng lắm, trôi dậy là 60.000 một lượt. Bạn chụp lại đi rồi tí nữa mà biết được mà đọc lại. Oh,
Rồi các bạn đi vào cùng mình nhá. Ôi, gói quạt trần to. Đi thẳng vào con. Đi thẳng vào con. Lấy con này. Vâng. Cho nếu chơi chỗ nào thì mất tiền vào đấy chị ạ. Chị để ý đến lúc giờ. Bây giờ Mỹ Thủy cũng đâu cũng giờ biểu diễn luôn, nằm ở chỗ nào ấy nhỉ? Và anh hướng dẫn đây. Làng nghề truyền thống vào được tham quan đây này. Đấy, những cái tham quan miễn phí. Thế còn cái này? Đây, trò chơi này là mất tiền, chơi trò gì mất tiền đấy. Nó chỉ combo vào ngày Chủ nhật thôi. Chủ nhật là combo chơi tất cả các trò miễn phí. Trừ những trò chơi trong nhà. Rồi. Xem múa rối thì ở chỗ nào ạ? Đây có ở mặt đằng sau này, nó giới thiệu với chị. Còn giờ, cho giờ, nó kia ở đấy. Rồi, ok. Mười giờ 30 phút mấy ship hải khẩu và chó này. Đấy, cái giờ đấy là chị vào. Chị đi theo bản đồ đi vào. Siếc hải cẩu và chó 10 giờ 30 dân ca nhạc cổ truyền 9 giờ 30. Ồ, thế thì mình đi dân ca nhạc cổ truyền trước đình làng. Gì? 9 giờ 30 này. Ờ, đúng rồi. Ui giời, em ơi, đi ra đây em ơi. Không phải xe. Trong này rộng á. Mèo. À, mình phải tìm nhà vệ sinh trước đã. Vào đây. Đây nhà vệ sinh đây. Số 5 đây này. Nhà vệ sinh bên kia. Đâu? Đây, bên kia. Cái này à? Ừ. Các bạn nào đi cùng tôi không? Phải đi vệ sinh trước, sau đó mới có thể đi chơi được vì đây rất là rộng. Ôi, bên kia xây đẹp chưa? Ê, bố cứ đi. Bên kia có đảo. Đấy cả nhà ma. Kia con rồng lớn không? Đây là cổng làng ẩm thực, khu vực ẩm thực chắc là vào trong này. Ồ. Đâu nhỉ? Thôi đi vệ sinh. Bước vào đây thì làm cái kết cấu xa kia là nhà vệ sinh rất là sạch sẽ. À, quay trở ra bắt đầu các bạn đi cùng với mình nhá. Nói chung là nếu mà ở đây đi một ngày không hết đâu. Có lẽ là đi những cái điểm cơ bản thôi. Các bạn ơi, chờ tôi ơi. Đây mình đang bước vào thủy cung nhá. Bên kia có đầu rồng to.
quy. Đây là cầu kính này, cái này là kính nha các bạn. Đây. Đây, cá. À đây. Trời ơi. Ta mở cửa ra, đấy phải mở cửa ra đi vào này. Mở cửa ra. Đi vào phía trong. Đây. Đây một bể cá lớn. San hô vào được mà. Đây đừng hầm san hô vào đi. Ủa, nước ở trên đầu rồi. Chụp cái ảnh chụp cho bạn cái ảnh ở trong hầm. Chụp cho các bạn cái ảnh ở trong hầm, đứng giữa hầm. Trong này cũng có. Như nó là chú cá biển. Khu cá nước ngọt. Qua đằng kia có cá. Đây là khu cá nước ngọt rồi. Lối tham quan bên dưới cá nước ngọt này, đũa ui cái cá to. Cá gì đây? Rô phi. Cá thần. Cá thần á? Đây. Cá thần. Đỏ thế. Phải luộc ăn ngon. Ngon. Mấy cân nữa nhỉ? Có một vạn cá bé tí. Ui.
có cần thạch cả các bạn ơi, cho tôi cái nào. Mẹ ơi, nó chưa cao khổ, mới làm hơi cao khổ. Đến giờ đi xem mấy rồi đấy? Dân ca nhà cổ truyền rồi đấy. Là hết rồi. À, biết đây là con cá gì không mà nhìn nó to dữ kinh khủng. Thank you.
lại lười học quá. Bao giờ các bạn nhé. Nào, 10 giờ nào. Bằng xưa trả lời cách đến 9 trừ 6 bằng mấy? 10 giờ nào. Bà Dừa sáng ngày hôm nay chắc chắn về nhà cô bài rồi. Vậy thì Dừa về chỗ đi. Dừa về chỗ đi. Mời bà Dừa về chỗ. Bà Dừa chắc chắn là công điểm rồi. Bạn lớp trưởng ngồi yên tại chỗ. Trả lời thay cho bà Dừa cách tính 9 trừ 6 bằng mấy? Mời lớp trưởng. Thân Hoàng My à, Hoàng My hôm nay học lớp mấy rồi? Hôm nay học lớp 3.
rồi. Bây giờ cô có hỏi đi đưa ra các cái gì để bạn mất chuẩn rồi không? 4 cộng 4. À, tôi có hỏi đi được quá, đó là rồi. Xin mời con đứng với sau cái bảng nhé. Đây, con đứng đây, con bảng đây nhé. Rồi, con nhận cái gì bảng thôi. Xin mời bạn mất chuẩn lên bảng trả lời thức đi. 4 cộng 4 bằng mấy cho cô giáo Tân Hoàng Nghi. Bây giờ con cộng với tổng có thể đưa ra để chuẩn với con nhé. 4 cộng 4 bằng mấy? Đúng rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho các bạn giáo viên của chúng ta. Xin chào.
7 8 9 10 quay với tít kìa, bố lại quay được cái đầu kìa. Ăn lắm.
Thank you.
nhỉ. Đang ngủ trưa. Anh ơi. À con hổ. Ê. Ê, lại mà rơi đây. Con gì mày đằng này kìa? Cao như cái nhà. Ngựa vằn. Bây giờ mình nhìn thấy ngựa vằn ở đây đấy. Sao lạc đà lại sống được ở đây nhỉ? Đâu? Ôi, ôi, con tê giác to. Ôi, chuồng này là con báo. Sừng tê giác à. Đâu? Cầu đâu? Con linh cẩu này cũng to đấy chứ con bé rồi nhá. Ô linh cẩu to, mình tưởng nó chỉ bằng con chó thôi. Chú lạc đà. Xem con hổ trắng bên này là con nào nào. Đâu thấy con nào đâu. À đây đây đây. Chạy mất rồi. Chạy theo bên này sao. Đây. Wow. Chạy theo bên này mà. Chạy đâu rồi? Đây. Con hổ trắng này. Được không? Wow, wow. Nhiều con này đang tìm đường nó nhìn nó dữ. Đây con hổ đây không này? Tìm đường nó leo lên. Quá dữ luôn. Nó lại chạy thế này. Hay ở bên này hơn. Ô, con hổ này. Ô, chẳng to thật. To thế. Nhìn con hổ trắng rồi, to lắm. Thật không? Đi xuống chợ cái này đi. Đi. Wannabe là chuột túi á, tiếng Anh á. Kangaroo mà. Đi các bạn ơi, đi chơi trò kia đi. Sao đằng này em xuống được à? Sao à? Đằng này đi đâu ấy? Sao biết? Thôi thì đi chơi cùng. Xuống gần hươu cao cổ. Nhưng mà cẩn thận đứng nó mút tai đấy. Con không dám đứng nữa, tôi bạn hươu đi. Chú ơi cho con xin một miếng cà tốt con cho anh hươu. Đây đây. Con đứng ở đây này. Xin chú. Ê, cái lưới đấy. Ôi, lấy cái này.
là bó thế. Ai biết. Đây con. Đây con xin một cái. Đây. Con cho ăn, con cho ăn, con cho ăn. Con cho ngang ra. Đây mình đang đi trên thuyền, đi dọc cái này để chơi cảm giác mạnh một tí đây. Sao là hai bạn nào? Hàng nước ngoài. Ê, đây là con vịt, đây là vịt xiêm. Sao bạn ấy đang ngủ chưa? Con cẩu to béo. Là già hai biếu. Ừ. Ui, con tê giác này hình trắng trắng. Tập sừng tê giác là ngon không? Ngon. Ừ, hai lạc đà. Trứng cá. Trứng cá. Ăn lá trứng cá. Đây là mặt đằng. Đây là. Ở ngoài con hổ trắng này các bạn này. Cái kính này chỗ này màu thế. Kia, rõ thấy con hổ trắng này. To. Cái kia là tập võ cho hổ. Chắc nó cắn nó chơi. Thấy hổ trắng chưa? Nhưng mà đi qua đi cái thuyền này có vẻ ngắm được bọn nó sướng hơn nhỉ? Ừ. À, cho túi này. Như này, bạn nhỏ này. Đấy, dựng lên này. Hiêu cái sừng hiêu mình ngon đấy. Sừng hiêu vừa mới nhú nhìn mỡ nhở. Bướm. Ông vào rồi. Sắp đến khu cảm giác mạnh rồi, tạm thời cất điện thoại nha. Lên khu cảm giác mạnh đây. Thắt dây an toàn và cất điện thoại nhá. Đây khu các làng nghề, nhà sàn, nhà lá. À vâng.